À, thì hôm nay là Jamie về với miền Tây, thì Jamie đã tìm hiểu về miền Tây chưa? Em thấy ở đây khung cảnh rất là đẹp, nó hơi khác ngoài Bắc một chút, và đặc biệt đây là sông nước, À, em thì thích ạ. thích ha. Dạ. Jamie sợ con gì? Em sợ một con lắm, nhưng mà chắc em không nói đâu, tại Để vì nói sợ con trai nha. không có, Đi sợ con gì? không được, em không thể nói được, tại vì em tìm hiểu rồi, chương trình rồi, cứ sợ cái gì là cho cái đó, nên là em không nói đâu. Hay quá, Dạ. anh cũng có sợ mà chưa nói. Ách kìa. Được rồi. Em đâu có bắt ở đâu của anh mà. Còn ai mà con luôn nó giống nhau, em đều sợ ai con đấy nhá. Con lương nó khó mắc hơn con hết. Con lương nó ghê hơn đó. Thôi nha. Cả hai đã phát hiện ra chuồng ếch và chuồng lươn tại khu vực này, và cho đó là con vật sẽ trải nghiệm, nên cả nói hai là hoang mang. Cái thử thách của em thì cái con đó thì anh cũng sợ đó, nhưng mà thôi em cứ bình tĩnh đi. Bây giờ nãy anh nói rồi là cái người dân ở đây rất là thân thuộc, rất là dễ chịu, thì những cái con lươn này họ nuôi nó cũng dễ chịu giống vậy đó. Em cứ vô em một thoải mái người nha. Bỏ bạn, một người bơ vơ, nhưng điều đó là tất nhiên, ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình mà.